Quay trở lại với tập 13 đồng hành cùng VodoPep 2014, quý vị khán giả sẽ được gặp gỡ thí sinh Lê Chi là người gốc Việt nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Canada. Tôi tên là Lê Chi and tôi đến từ Canada. Tôi là quản lý cho một công ty ở bên nước ngoài. Bữa nay tôi đi thi tôi nấu món curry lạc xá. Curry lạc xá là món ăn có xuất xứ từ Malaysia. Đây là món ăn khá đơn giản với những nguyên liệu chính là mì tươi, tôm, đậu hũ, trứng. Nước dùng được ninh từ xương hầm cùng với nước dừa, ăn kèm cùng nhiều loại rau. Lý do mà tôi tham gia cái chương trình Vua Đầu Bếp kỳ này là tại vì tôi cũng muốn có sự thay đổi. Tại vì thực sự ra tôi rất là thích nấu ăn. And mọi người đến đây là ai cũng yêu thích nấu ăn cả. Nhưng mà tôi có thể nói là tôi là người thích nhất. Tại vì tôi nấu với cái sự tình yêu của tôi vào trong đó. Em rất là nôn ăn món này bởi vì chị có biết đây là món yêu thích của em. Oh really? I'm lucky. A lucky day. Yeah. Is it good? Wow. Rau ngon lắm. She chọn rau rất ngon, nước và sợi rau vừa phải. Tất cái combination của rau này, một chút rau thêm chút cái combination của cái rau ở trên rất là ngon. Em thấy chị có một niềm đam mê nấu ăn rất là mãnh liệt. Và em cảm thấy rằng là con của chị và chồng của chị rất là may mắn. Tại vì đó là cái món lạc xa ngon nhất mà em từng ăn. Oh, thank you, I'm grateful. 100% em đồng ý. Món ăn đẹp, hương vị rất ngon. Và chị là một người có khả năng nói chuyện thật là có duyên. Em đồng ý với chị. Rất là bất ngờ, cảm ơn. Lạc xa của chị là mùi vị là giống hệt lạc xa của quen. Nên em làm lạc xá sắc luôn. Yeah. Em cũng đồng ý. Thank you. Chúc chị may mắn hơn vào những lần sau. Thank you. Không chụp April. Thank you. Khi tôi làm cái món đó thì tôi nghĩ về con của tôi với chồng của tôi. Thì tôi cứ suy nghĩ, hồi nãy giờ đây có con tôi thì hết. Không có phải đợi đến giám khảo chấm đã hết rồi. Với món cà ri lạc xá, một món ăn yêu thích của các con cùng chồng mình, thí sinh Lê Chi đã dễ dàng giành được chiếc tạp dề trắng từ ban giám khảo. Tôi rất là happy tại vì bốn giám khảo đều rất là thích. Tôi sẽ cố gắng nấu những món ăn ngon nữa để cho ban giám khảo thích. Và điều chủ yếu của tôi là muốn cho ban giám khảo khen ngợi tôi. Tại vì ông xã tôi nói tôi là cứ khen là sẽ được ăn hoài thôi. Mời quý vị khán giả đón xem tập 3 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng lúc 20 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2014 và các tập đồng hành cùng Vua Đầu Bếp phát sóng 13 giờ 55 hàng ngày trên VTV3.